gì đấy? Tôi thấy dạo này bà xấu xí quá nên quyết định đầu tư để cứu vớt lại cái nhan sắc cho bà đấy. Bị điên à? Nay uống nhầm thuốc à? Này, tôi nói thật nhá, nếu như bà cứ tiếp tục xấu xí như thế này ấy, thì cả đời bà cũng không ai rước bà đi đâu. Đến lúc đấy lại khổ cái bản thân tôi thôi. Nên tôi quyết định phải giao bán bà gấp. Thời tiết ấy thì lúc nắng lúc mưa, còn ông thì cứ ẩm ương cả ngày, biết đường nào mà lần. Bà thật, đúng là bà cứng ngắc, không bao giờ biết bông đùa là cái gì cả. Đây là viên uống đẹp da Eret, bổ sung vitamin E cho cơ thể, hỗ trợ giúp giảm tình trạng thiếu vitamin E, chống oxy hóa, hạn chế lão hóa da, làm sáng mịn và đẹp da đấy. Công dụng thế hả? Bà không tin gì? Chị gái tôi đang sử dụng sản phẩm này rồi, mới dùng một thời gian thôi mà da đẹp lên trông thấy rồi. Bà cứ sử dụng đi, biết đâu một ngày đẹp trời nào đấy lại có hoàng tử đến hốt bà đi thì sao? Thôi, ông lo cho cái thân của ông trước đi, xem nào. Trông đắt tiền phết nhỉ? Cảm ơn bạn Hiền nhá. Vô. Này. Còn nhớ ấy, là phải biểu hiện cho tốt vào. Khách lần này nó quan trọng lắm đấy. Nhưng mà đừng quên ấy, là em gái này đang nằm trong tay tao. Sự an toàn của nó phụ thuộc cả mày đấy. Vâng, mẹ nói như thế nào thì con xin nghe. Oh, hello, chào hai người đẹp. Chào chú, giới thiệu với chú, đây là... Bà chỉ có cô con gái xinh như thế này mà không giới thiệu, giấu hơi bị kỹ đấy nhờ. À, chào em. Đâu có, tại chị bận quá ấy, nên chưa có thời gian giới thiệu con bé cho chú thôi. Ờ, vậy à. Ờ. À, em uống nước đi. Kiểu gì đấy? Đừng tưởng quán đông khách ấy mà thích làm gì thì làm nhá. Lúc nóng như này thì giết người à? Có chuyện gì mà con làm toáng lên như thế? Có mỗi chuyện còn con thôi mà. Mẹ có bệnh vô tà đấy à? Tôi sẽ bảo với quản lý nhá, xem có ai cứu được cô không nhá. I'm so sorry. Sorry nha. Những cô công chúa cành vàng lá ngọc bây giờ hễ động một tí khó khăn là dễ nhảy lên. Ơ, túi của chị đẹp nãy để lại đây. Anh ơi, túi này để bọn em cất rồi trả lại. À, không cần đâu. Chị vừa rồi là người quen của bọn anh, để anh đưa cho. Đi. Con đừng như thế nhá, mẹ sẽ buồn lắm đấy. Hôm trước hai mẹ con bà có để quên cái túi kia ở quán cà phê. Cảm ơn cô nhé. Hành vi buôn bán môi giới của bà đã bị bại lộ rồi. Các cô cậu làm cái gì đấy? Đây là con gái tôi chứ buôn cái bán cái gì. Tất cả những hành vi phạm pháp của bà không qua nổi được mắt tôi đâu. Hôm ở quán cà phê, tôi nhận ra My là một cô gái có vẻ bề ngoài rất lúng túng, e ngại. Nhưng dùng một cái, My liên tục chửi bới, lăng mạ người khác và cô ấy luôn nhấn mạnh và lặp đi lặp lại từ cứu người và từ giết người. Tôi chắc chắn đây là một ẩn ý My đang cố tình cầu cứu của nhân viên phục vụ quán. Ngoài ra, từ lúc vào quán, My liên tục mân mê hộp khăn giấy, sau đó tôi phát hiện ra trên bàn để lại một tờ khăn giấy có dính máu và ký hiệu SOS nên tôi chắc chắn rằng My đang bị khống chế và gặp nạn. Chưa kể, lúc My cố tình để lại chiếc túi sách này,
đã chứng tỏ những suy luận của tôi là đúng. Bình thường nếu người khác bỏ quên đồ thì sẽ ngay lập tức quay lại lấy, nhưng bà lại bỏ đi luôn. Trong túi tôi tìm được bức ảnh của My chụp chung với em gái. Xinh xắn thế này chắc là hai chị em rồi. SOS, đây là ký hiệu cầu cứu mà. Ban nãy tờ giấy trên bàn cũng có, bây giờ tấm ảnh này cũng có. Đúng rồi, có khi hai chị em cô gái đã bị bắt cóc rồi. Bà có biết trong thẻ nhớ chứa gì không? My đã ghi âm lại toàn bộ giao dịch của bà khi bán một cô bé sang biên giới, với lời hứa và đối tác rằng sẽ bán My và em gái của My sang cho bọn chúng. Các cô, các cậu, đừng có đặt điều cho tôi. Đây là đứa con gái mà tôi cưng nựng nhất. Làm gì có cái chuyện buôn bán ở đây. Cưng nựng? Cưng nựng mà trên tay con gái của bà toàn là vết bầm tím như này sao? Tôi khẳng định lại một lần nữa, bà không phải là mẹ của My. Bà chỉ lấy em gái của My ra để khống chế cô ấy mà thôi. Mà tôi cũng không cần phải nói đi nói lại với bà nhiều lời làm cái gì. Có như thế nào ấy thì bà lên mà trình báo với cơ quan công an, bởi vì My sẽ tố giác bà với cơ quan chức năng đấy. Con gái tôi nó rất thông minh, nó không bao giờ làm chuyện đấy đâu. Bà nghĩ là My sẽ không dám tố giác bà với cơ quan công an hay sao? Vì bà đang giữ em gái của cô ấy đúng không? Tiếp cho bà là cậu thanh niên đẹp trai này đã giải cứu em gái cô ấy thành công rồi. Bà đừng ở đấy mà mơ mộng nữa, bà xong đời rồi. Cậu cùng, cậu cậu đã, cậu đã. Mời bà đi đâu rồi? Em cảm ơn hai anh chị ạ. Ơn huệ cái gì? Về nhà với em gái cô đi, lần sau nhớ cẩn thận nhé. Về đi, lúc này em gái của cô cần cô nhất đấy. Không ngờ là bà cũng thông minh thật đấy. Chuyện là nhờ có viên uống đẹp da E, giúp bổ sung vitamin E đỏ, giúp làm đẹp dáng, đẹp da lại còn thông minh hơn nữa đấy. Tôi chết rồi, quên. Tôi có mang cho bà đấy, lần sau là nhớ phải mang đi và uống thường xuyên đấy nhá. Ok bà ơi. Đây là giấy khai sinh, đây cả giấy viết tay lúc em ở nhận nuôi. Gia đình mình có bố mẹ em với cả anh. Lúc đấy em mặc váy trắng, mẹ mặc áo màu. Lúc đấy là ngày 5 tháng 3 năm 1992, là sinh nhật của anh, đúng không ạ? Đúng là em gái của anh thật rồi. Trước khi mẹ mất, anh đã hứa với mẹ là anh sẽ tìm được em. Sau bao lâu vất vả, anh đã hoàn thành tâm nguyện của mẹ. Phải chính lúc đấy mẹ không chạy lung tung thì... Không sao, bây giờ gia đình ta đoàn tụ rồi mà. Đây là chiếc khăn mà ngày xưa em rất thích. Để anh quàng cho em nhé.
thấy sao? Để anh đưa em về. Chào anh Thắng. Không biết là anh có nhớ tôi không, nhưng mà chúng ta đã gặp nhau ở tiệc sinh nhật của bạn Cường. Cô là Abby đúng không? Thật là tình cờ quá. Tình cờ thật. Nghe nói là anh vừa đầu tư vào dự án đô thị BB đúng không? Đúng rồi. Tôi là nhà đầu tư chính. Còn những hạng mục nhỏ thì đã có nhà đầu tư khác rồi. Tiếc quá. Kể ra mà còn một suất thì cho tôi xin ké. Em là chị ạ. Em là em gái thất lạc của anh Thắng và em mới nhận ra nhau ạ. Thế à? Chúc mừng hai người nhá. Dạ, em cảm ơn ạ. À mà chị ơi, sao da của chị đẹp thế ạ? Chị có bí quyết gì không? Bây giờ em là em gái của giám đốc rồi, em không muốn làm anh mất mặt ạ. Thật ra thì tôi đang sử dụng viên uống đẹp da Eret, giúp bổ sung siêu vitamin E đỏ, giúp làm đẹp da, sáng da, mịn da, chống oxy hóa, hạn chế lão hóa da. Nếu cô không chê thì tôi tặng cô một hộp dùng thử nhá. Thật ạ? Cô uống luôn đi. Dạ vâng. Thôi được rồi, mình không làm phiền Abby nữa. Về nhà thăm bố rồi thắp hương cho mẹ. Khoan đã, hai người không đi được đâu. Cô ta không phải là em gái anh đâu. Cô đùa hơi quá rồi đấy, đây là em gái tôi mà. Anh không thấy kỳ lạ sao? Cô ta trả lời từng chi tiết một trơn tru, gần như là không phải nhớ gì cả, mà không gặp chút khó khăn nào cả. Đấy là chuyện bình thường mà. Mấy lâu nay tôi toàn nhớ về chuyện cũ thôi. Một đứa bé lúc 5 tuổi, sau 20 năm lưu lạc, không thể nhớ đến cả màu áo mẹ mặc trong bức ảnh, đến ngày sinh tháng đẻ của anh trai mình như thế được. Lúc 5 tuổi tôi đếm còn chưa sõi kia kìa. 3 năm nay một người giàu có như anh đi tìm em gái là câu chuyện nổi tiếng rồi. Anh thường xuyên chia sẻ chuyện đó trên mạng xã hội. Vì vậy cô ta chỉ cần đọc hết, tìm hiểu kỹ và học thuộc nó là đủ. Cô ta cẩn thận chuẩn bị cả giấy tờ để anh tin là thật. Tuy những giấy tờ đã bị làm nhàu cũ ố vàng, nhưng cách in ấn và phong cách trình bày là văn bản hiện đại, chất liệu giấy mới, không phải loại thường dùng của 20 năm về trước. Mọi thứ có thể làm giả được, nhưng chất liệu giấy thì không. Nếu tinh ý thì có thể nhìn ra. Cô chẳng qua chỉ là hám lợi. Thấy anh ấy đăng nhiều bài viết thì nghĩ ra cách này để một bước lên tiên thôi. Hóa ra cô lừa tôi à? Tôi sẽ đưa cô lên công an. Khoan đã, để tôi đi cùng làm chứng cho. Không cần đâu, chuyện này tôi tự giải quyết được. Cô yên tâm là tôi sẽ không để cho cô ta thoát đâu. Đi. Tôi khuyên cô tốt nhất là cô nên ngồi xuống đi. Bởi vì cô chạy thì cũng không có thoát. Các người. Cô ta ngất rồi đấy. Nếu như ngày hôm nay mà không có tôi thì chắc là anh đã thực hiện chót lọt vụ lừa đảo bắt cóc này rồi đấy nhỉ. Cô nói cái gì đấy? Chính cô ta mới là người lừa tôi cơ mà. Anh không hề xác thực thông tin. Giấy tờ thì anh cũng chỉ xem qua loa mà anh kết luận vội đây là em gái của anh. Rõ ràng là bố anh còn sống mà. Anh có thể xét nghiệm ADN. Nhưng mà một giám đốc giàu có như anh lại không hề nghĩ đến. Vì tất cả những gì cô ấy nói đều khớp hết. Lúc anh biết cô ta lừa đảo, anh không cho tôi đi cùng để làm chứng. Vội vàng đem cô ta đi. Vì sợ một chút nữa cô ta gục ngã ngất ra đây thì mọi chuyện sẽ bị bại lộ, nên tìm cách tẩu thoát có đúng không? Nhưng tất cả chỉ là suy luận một chiều từ phía cô thôi. Được rồi, tôi sẽ giúp anh hạ màn. Đầu tiên, anh dùng mạng xã hội để tạo dựng một tên tuổi giả cho mình, sau đó chia sẻ về việc tìm người thân, đăng trong hội nhóm của giới trẻ ăn chơi. Anh còn cố ý muốn nói là chia khối tài sản của mình cho em gái, dụ những cô gái trẻ hám lợi hoặc những người có hoàn cảnh tương tự tìm đến. Hôm nay cũng như mọi lần, anh tẩm thuốc mê và những thứ đưa cho họ xem. Khi họ có biểu hiện chóng mặt thì lấy lý do là giúp đỡ để đưa họ đi, thực hiện hành vi bắt cóc. Mấy ngày trước tôi đã thấy anh với một cô gái khác. Thật tiếc là tôi không thể đuổi kịp được nên đành phải theo dõi anh và bắt quả tang. Sắm vai giám đốc giàu có cũng ngầu thật đấy. Nhưng mà chỉ là khi nãy khi nói đến dự án đầu tư khu đô thị mới PP thì anh nói là anh là nhà đầu tư chính. Nhưng anh không hề biết rằng tôi chính là một trong số những nhà đầu tư chính của dự án đó. Mọi lời nói dối của anh cộng với việc cô ta ngất đi khiến cho tôi chắc chắn rằng những suy nghĩ của tôi, những nghi ngờ của tôi là đúng. Còn bây giờ thì anh không thoát được đâu.
bởi vì tôi đã báo công an rồi. Cút đi. Tôi là thám tử AB, đồng hành phá án cùng với tôi là sản phẩm viên uống đẹp da Eret, giúp bổ sung siêu vitamin E đỏ, giúp làm đẹp dáng, đẹp da lại còn thông minh hơn nữa. Anh... Cô bị điên hả? Cô anh đẹp sao ấy? Cô không hiểu tiếng người hả? Tao nói rồi, mày đừng có trách tao đấy, nhá. Mày không nghe lời tao ấy, đừng có trách, hiểu không? Mày hiểu tao nói gì không? Vợ. Anh chị có phải mới chuyển đến phòng 515 đúng không ạ? Em ở 510 đây ạ. À thế ạ? À? Đúng rồi, bọn anh mới chuyển đến đây. À, đây là vợ của anh, tên là Thương. Em chào chị ạ. Gặp người lạ sao không chào đi, cái mặt bí xị ra vậy. Chào em. Em thông cảm nha, vợ anh bị chứng sợ người lạ. Dạ vâng, không sao. Vợ chồng anh lên trước nha. À dạ vâng ạ. Thái độ cô ấy không phải là rụt rè mà là sợ hãi. Hai người này có điều gì đó bất thường. Chị Thương, sao trùng hợp thế? Mà em có làm gì chị đâu mà chị sợ em thế? Chị yên tâm, gái xinh như chị em không ăn thịt đâu mà lo. Ơ kìa vợ. Vợ đi đổ rác đây à? Anh đã bảo những việc này để anh làm cơ mà. Vợ cứ như thế này thì anh thể hiện được với ai nữa? Mai em cũng đi đổ rác à? Trùng hợp nhờ. Thôi nhá, vợ chồng anh lên trên trước nhá. Vâng ạ. Cá độ bóng đá. Hôm đó, mình nghe thấy tiếng la hét của phụ nữ, đồng thời thái độ kỳ lạ của Thương. Mọi thứ cho thấy trong căn nhà này có chuyện gì đó. Chuyện gì đây? Liệu có thể nghe thấy gì không nhỉ? Em không biết là anh chị có ở nhà hay không, nên là em sang muốn em sang mượn cái muôi múc canh ạ. Tưởng gì, thế thì để anh bảo vợ anh lấy cho. Vợ ơi, lấy cho cô hàng xóm mượn cái muôi múc canh kìa. Em chờ một chút nhá. Dạ vâng, em cảm ơn anh ạ. Muôi của chị đây. Cảm ơn. Nhưng lúc nãy tay cô ấy trống trơn, nhà có kệ nhưng lại không có tivi, tủ kệ trống trơn, tờ ghi lịch đá bóng, trò cá độ online, thắng là kẻ nghiện cá độ bóng đá. Anh ta đã bán đồ trong nhà để đi cá độ, điều này giải thích thái độ của Thương.
Thắng đang đe dọa và tấn công cô ấy. Này, em làm cái gì mà lâu vậy? Này, cô làm cái trò gì đấy? Thương, chị nói cho em biết, em sẽ bảo vệ chị. Có phải chị đang bị hắn ta bạo hành đúng không? Cô đang nói linh tinh cái gì vậy? Anh là kẻ nghiện cờ bạc cá độ bóng đá. Anh bán hết đồ đạc của cải trong nhà đi. Chưa kể anh còn bán hết cả trang sức của vợ, đánh đập chị ấy, đe dọa chị ấy, khiến cho chị ấy phải hoảng sợ. Tôi đã nghe thấy tiếng kêu cứu của vợ anh rồi. Tôi chỉ cá độ cho vui, tôi không bảo hành. Vợ anh sợ hãi mỗi lần đối diện với anh. Và chị ấy luôn luôn mặc quần áo dài mỗi khi ra ngoài để che đi những vết bị bạo hành. Cô thấy chưa? Cô chỉ cho tôi xem đâu là vết bị bạo hành nào. Nếu như không có ấy, mời cô ra khỏi nhà tôi. Nếu như không, tôi sẽ báo với ban quản lý tòa nhà, đặc biệt cô với tôi quấy rối gia đình người khác. Mời cô đi cho. Mời cô đi cho. Tại sao? Lẽ nào là mình đoán sai? Không, đúng rồi, chính là thế. Sao mày biết? Anh ngạc nhiên lắm đúng không? Mọi thứ nằm ngoài dự kiến của anh. Đúng vậy. Nhưng sao mày biết bà ta? Ôi trời ơi! Tiếng hét tôi nghe được đó không phải là giọng của người trẻ tuổi, mà là giọng của một người phụ nữ trung niên. Hơn nữa, tôi phát hiện ra chỗ để giày của nhà anh có một đôi giày của người phụ nữ trung niên, chứng tỏ trong nhà này còn một người nữa. Sở dĩ thương sợ anh đến như thế trong khi anh không hề đánh đập cô ấy là vì anh đang giam giữ mẹ của Thương. Chính vì như thế nên Thương bắt buộc phải nghe theo lời anh và cống nạp hết tất cả những gì mình có cho anh. Mày cũng thông minh đấy. Tao mà thoát ra khỏi đây, mày không xong với tao đâu. Anh còn to mồm thế cơ à? Anh không chỉ cá độ đâu, mà anh còn tấn công, bắt cóc, buôn bán người trái phép nữa đấy. Ơ kìa, Thương, anh và em còn là vợ chồng với nhau cơ mà. Có gì thì về nhà bảo ban nhau. Em nên nhớ là em còn mẹ già nữa cơ đấy. Ai đấy? Tôi đã gọi công an rồi. Mày dám làm như thế với tao à? Đúng đấy, đủ rồi đấy. Tôi phải nghe lời mẹ và vất vả kiếm tiền để trả nợ cho anh. Anh vẫn chửi nhau tận đấy, bán hết đồ đạc trong nhà này đi. Tôi và mẹ không thể chịu anh thêm một ngày nào nữa. Tôi là công an đây, mở cửa. Đã đến lúc anh phải chịu quả báo do chính mình gây ra.